rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Theo Reuters và TAS, chủ tọa của tòa án công lý quốc tế của Liên hợp quốc (ICJ), bà Juan Donohue, ngày 31 tháng 1 đã đọc phán quyết cho rằng hầu hết các cáo buộc của Ukraine chống Nga trong vụ kiện về khả năng vi phạm hiệp ước chống tài trợ khủng bố là vô căn cứ. Bà Donohue cho biết. Nga đã không tiến hành điều tra những người bị cáo buộc tài trợ khủng bố ở Ukraine. Tòa án bác bỏ các cáo buộc của Ukraine về việc Nga vi phạm các điều khoản khác của hiệp ước được liệt kê trong vụ kiện của Ukraine. ICJ từ chối đưa ra phán quyết đối với cáo buộc của Ukraine rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine vào năm 2014. Cũng trong phán quyết trên, các thẩm phán của ICJ phát hiện Nga đã vi phạm hiệp ước chống phân biệt chủng tộc khi không hỗ trợ giảng dạy tiếng Ukraine tại Crimea sau khi bán đảo này sáp nhập với Nga vào năm 2014. Các quyết định của ICJ là một bước lùi về mặt pháp lý đối với Kiev. Tòa án bác bỏ yêu cầu của Ukraine về việc ra lệnh bồi thường cho cả hai hành vi vi phạm và chỉ yêu cầu Nga tuân thủ các hiệp ước. Ngày 16 tháng 1 năm 2017, Ukraine đã đệ đơn kiện lên ICJ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước chống khủng bố và hiệp ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Ukraine muốn chứng minh hai nước tự xưng là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk là các tổ chức khủng bố và nga đã cung cấp vũ khí tài chính cho hai lực lượng trên còn trên chiến trường thế thượng phong của nga hiện đang đẩy mỹ và ukraine vào tình thế khó khăn theo nhận định mới đây của các chuyên gia phân tích jock bibi và anatol lieven thuộc viện quincy của mỹ nếu phương tây muốn một ukraine thịnh vượng với con đường khả thi hướng tới quản trị tự do và trở thành thành viên eu họ sẽ phải thừa nhận rằng kiev không thể là đồng minh của nato hoặc mỹ và rằng ukraine trung lập này phải có những giới hạn có thể kiểm chứng được về loại và số lượng vũ khí mà nước này sở hữu sự tiến bộ của nga vẫn chưa được thể hiện rõ ràng trên mặt trận nơi mà các tiền tuyến chưa thay đổi đáng kể trong năm qua nga đã không đẩy được lực lượng ukraine về phía tây một cách đáng kể do đó nhiều nhà quan sát kết luận một cách hợp lý rằng cuộc chiến đã trở nên bế tắc nhưng điều đó có thể gây nhầm lẫn điện kremlin gần như chắc chắn không tìm kiếm một bước đột phá lớn về mặt kiểm soát lãnh thổ ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại đúng hơn cuộc chiến đang khiến năng lực của ukraine ngày càng tiêu tốn đạn dược nhưng mỹ và châu âu không thể sản xuất đạn mới đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Có một điều hoàn toàn đúng, như chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo rằng việc Washington chấm dứt viện trợ cho Kiev sẽ nhanh chóng dẫn đến sự suy yếu của Ukraine. Thực tế có rất ít cơ hội để phương Tây có thể áp đảo Nga và buộc nước này chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Ukraine. Những tranh cãi trong Quốc hội Mỹ về viện trợ cho Ukraine phản ánh những thực tế này. Thời gian không đứng về phía Ukraine, cả về quân sự lẫn kinh tế, và do đó vị thế của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai có thể sẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với hiện tại. Và bất kể quan điểm của Bruxelles là gì, chừng nào xung đột còn tiếp diễn thì rất khó có khả năng Ukraine có thể phát triển kinh tế và bắt đầu quá trình cực kỳ khó khăn để gia nhập EU. Quan trọng nhất, Mỹ chưa thể khẳng định về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin không muốn đàm phán. Thực sự rất có khả năng Tổng thống Putin cho rằng Nga hiện đang chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến và có đủ khả năng để chờ đợi. Đây có thể là nghi binh, nhưng cũng có thể ông Putin nhận ra rằng nếu không có giải pháp, Nga sẽ đứng trước nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu thường trực và kéo dài với phương Tây, về lâu dài sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của Moscow. Do Nga hiện có ưu thế trên chiến trường và cảm thấy rằng thời gian đang đứng về phía mình, để khiến Moscow dừng giao tranh, Washington có thể sẽ phải thể hiện một số động lực nghiêm túc. Những điều này sẽ cần bao gồm việc thể hiện rằng Mỹ sẵn sàng đáp ứng những lo ngại của Nga về mối đe dọa an ninh từ Mỹ và NATO đối với Nga. Tóm lại, các chuyên gia phân tích George Beebe và Anatoly Even kết luận một thỏa thuận theo những hướng này sẽ vô cùng đau đớn đối với cả Ukraine và chính quyền Biden. Tuy nhiên, điều đó có thể sẽ tốt hơn nhiều so với kịch bản khác. Một cuộc chiến tiêu hao sinh lực với những tổn thất khủng khiếp cho Ukraine, sớm hay muộn sẽ dẫn đến một thất bại nặng nề hơn với Kiev. Sau tổn thất lớn trong chiến dịch phản công 2023, hiện nay Ukraine đứng trước khó khăn lớn về tuyển quân cho các trận chiến khốc liệt với Nga sắp tới. Khi binh sĩ và xe tăng Nga tiến vào lãnh thổ Ukraine vào tháng 2 năm 2022, hàng chục ngàn người ukraine đổ xô đi tòng quân trên tinh thần yêu nước cao độ dòng chiến binh đáp lại chát gọi nghĩa vụ quân sự hoặc tình nguyện lên đường đẩy lui cuộc tiến công của nga và bảo vệ chính phủ ukraine nhưng sau hai năm xung đột ukraine lại một lần nữa rơi vào tình trạng thiếu tân binh một cách nghiêm trọng ukraine cần thêm rất nhiều lính để đối phó với đợt tiến công mới của nga giới chức quân sự ukraine hiện nay không thể còn trông chờ vào sự nhiệt tình đơn thuần nữa tình cảnh họ đang đối diện là rất khó khăn nhiều nam giới trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi phải cho giải ngũ những quân nhân đã kiệt sức sau khi dòng giã phục vụ ở tiền tuyến. Tâm trạng thay đổi này đặc biệt rõ trong các cuộc tranh luận nóng bỏng quanh một dự luật mới về động viên lực lượng dự bị ra trận. Nếu lệnh động viên này được ban bố, sẽ có tới 500.000 tân binh được huy động vào quân đội. Dự luật được giới thiệu tại Quốc hội Ukraine vào tháng 12 năm 2023 và nhanh chóng bị rút lại để sửa đổi thêm. Chuyện tổng động viên đã trở thành vấn đề gai góc, nhạy cảm nhất. Một số chuyên gia quân sự gần đây cho rằng phải huy động lực lượng dự bị trên quy mô lớn mới bù đắp được cho tổn thất nhân lực của Ukraine trên chiến trường và đủ sức đương đầu với một năm chiến đấu dữ dội nữa. Nhưng nhiều người ở Ukraine lo sợ rằng các biện pháp mạnh như vậy có thể kích động căng thẳng xã hội. Tổng thống Ukraine Zelensky có vẻ chưa sẵn lòng nhận trách nhiệm ban bố lệnh động viên quy mô lớn. Thay vì triển khai việc này, ông yêu cầu chính phủ và quân đội đưa ra thêm lý lẽ ủng hộ động thái đó. Ông Zelensky nói với kênh truyền hình 4 của Anh, Tôi vẫn chưa thấy đủ chi tiết để tuyên bố rằng chúng tôi cần huy động nửa triệu người. Quân đội Ukraine gợi ý rằng tổng động viên là vấn đề của chính quyền dân sự. Phản ứng này có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng âm ỉ bao lâu nay giữa Tổng thống Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội Valery Zaludny. Ông Zelensky từng khiển trách tướng Zaludny vào mùa thu năm 2023, khi viên tướng này tuyên bố xung đột Nga-Ukraine đã rơi vào thế bê tắc. Thử thách tập hợp đủ quân chỉ là một trong nhiều vấn đề mà Ukraine đối mặt trong bối cảnh viện trợ quân sự và tài chính từ nước ngoài dành cho Ukraine đã trở nên khan hiếm đe dọa làm suy yếu năng lực của Kiev trong giữ vững trận địa và bảo đảm hoạt động của nền kinh tế. Nhiều binh lính Ukraine ngoài mặt trận nói rằng họ nhận thấy chất lượng tân binh cứ giảm đều đặn. Nhiều lính mới lại cao tuổi hơn, bị thương từ nhiều năm trước và thiếu động lực chiến đấu. Ngoài ra, có nhiều năm giới cố gắng tránh quân dịch bằng cách di cư ra nước ngoài hoặc về quê ở ẩn. Một quân nhân Ukraine đóng ở miền Đông cho biết đào ngũ cũng đang dần trở thành một vấn đề. Thực tế này khiến đội ngũ tuyển quân của Ukraine chuyển sang áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn giới luật sư đã lên tiếng nhiều về việc này nhưng tình hình chưa cải thiện là bao. Trong một bài viết hồi tháng 11 năm 2023, tướng Zaluzny cho rằng quá trình tuyển tân binh cần phải được xem xét lại nhằm xây dựng lực lượng dự bị. Nhưng ông Zaluzny cũng như các quan chức Ukraine hầu như không đưa ra được sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải động viên lực lượng trên quy mô lớn. Nhưng các nhà lập pháp, bao gồm cả nghị sĩ thuộc đảng của ông Zelensky, đã bày tỏ quan ngại về các biện pháp có thể ảnh hưởng đến cả người khuyết tật và nhóm người chủ động tránh quân dịch. Họ cũng nói rằng Việc dựa vào chính quyền địa phương có thể làm vấn đề thêm trầm trọng. Các trung tâm tuyển quân ở địa phương bị cho là tồn tại nhiều tiêu cực, khiến một số nam giới lợi dụng để lần tránh quân dịch. Sau vài ngày tranh cãi tại Quốc hội, dự luật này đã bị gửi trả lại để sửa đổi thêm. Trên thực tế, trong các tuần gần đây, các thành phố Ukraine đã chứng kiến một số cuộc biểu tình gia tăng kêu gọi giải ngũ lập tức, một hiện tượng hiếm hoi trong công chúng Ukraine thời chiến. Theo Reuters, Moscow đã đẩy mạnh các cuộc tấn công ở khu vực phía đông bắc của tuyến tiến vào mùa thu năm ngoái, tìm cách bao vây các thành trì như Adipka. Quân đội Ukraine cho hay, họ đang phòng thủ tích cực trong khi tiến hành các cuộc phản công. Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia như sau: "Cuộc tấn công của Nga vẫn đang tiếp diễn, đâu đó vào đầu mùa xuân nó sẽ kết thúc." Ông Budanov hạ thấp những thành tựu mà Nga đạt được và nói, "Quân Nga chỉ giành được một số bước tiến trên vài lĩnh vực và ở gần thị trấn Adivka. Bây giờ đó là bước đi của đối phương. Khi nó kết thúc, tôi nghĩ Ukraine sẽ bắt đầu. Hồi đầu tháng, tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn cơ giới số 30 Ukraine đã đăng video lực lượng này phục kích đoàn xe tăng thiết giáp Nga gần làng Sinkovka, cách thành phố Kupiansk khoảng 6 km về phía đông bắc. Đây là một trong những điểm nóng của chiến trường Ukraine, nơi Nga đang dồn lực lượng để tấn công. Video do máy bay không người lái UAV trinh sát ghi lại cho thấy đoàn xe thiết giáp Nga nối đuôi nhau di chuyển qua một bãi mìn xung quanh là xác một số phương tiện chiến đấu đã bị phá hủy trước đó. Dẫn đầu mũi xung kích của Nga là một xe tăng gắn bộ cày mìn trước mũi nhằm tạo lối mở an toàn cho đội hình phía sau. Các xe tăng thiết giáp khác duy trì khoảng cách an toàn và đi theo vệt bánh xích của xe cày mìn phía trước. Nhưng khi cả đoàn xe lọt vào trận địa phục kích, chiếc dẫn đầu đoàn bất ngờ bị Ukraine tấn công bằng tên lửa chống tăng và phát nổ dữ dội. Một thành viên kíp lái kịp thoát ra ngoài, bò trên mặt đất tìm chỗ trốn, nhưng sau đó trúng đạn và nằm bất động. Bị chặn đầu, ba chiếc xe trong đoàn tìm cách lùi lại theo lối cũ để rút lui. Song UAV Ukraine đã thả thuốc nổ vào chiếc thiết giáp ở cuối đoàn, khiến nó bị vô hiệu hóa. Chiến thuật khóa đuôi này khiến cả đoàn xe không còn đường rút lui. Một số lính bộ binh Nga nhảy ra khỏi xe thiết giáp, chạy về dạng cây gần đó để ẩn nấp. Để thoát khỏi cảnh mắc kẹt, hai chiếc xe còn lại phải mạo hiểm di chuyển sang hai bên, nhưng đều lần lượt cán phải mìn và phát nổ. Lực lượng Ukraine sau đó pháo kích các binh sĩ Nga trong dạng cây bằng đạn chùm, không rõ thương vong của lực lượng Nga sau cuộc phục kích. Đây được coi là trận phục kích thể hiện rõ chiến thuật chặn đầu khóa đuôi mà Ukraine đang áp dụng để chặn đà tiến công của Nga. Theo chỉ huy tiểu đoàn 2 Ukraine, các đoàn xe tăng thiết giáp Nga thường xuyên hứng chịu thiệt hại như vậy do vấp phải phòng tuyến được xây dựng nhiều lớp của họ. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó đối phương, tiểu đoàn trưởng nói, thêm rằng mình đã giám sát cuộc phục kích từ một bong kè gần đó. Trên chiến trường, mọi thứ đều có thể quan sát được, xe tăng và nhiều phương tiện bọc thép khác dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công. Điều này đồng nghĩa với việc năm 2024 sẽ là một năm nhiều khó khăn và bất cứ bước tiến nào mà các bên thực hiện sẽ rất chậm chạp, thậm chí chịu nhiều tổn thất. Trong bối cảnh đó, cả Nga và Ukraine đang tìm cách tái củng cố lực lượng bằng cách bổ sung nhân lực và trang thiết bị mới. Franz Stefan Gadi, nhà phân tích quân sự độc lập từng thị sát chiến tuyến ở Ukraine cho rằng, ở giai đoạn này của cuộc chiến, không bên nào có thể thiết lập được lợi thế mang tính quyết định về hỏa lực. Theo giới phân tích, giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột có thể được xác định ở những khu vực cách xa tiền tuyến. Một trong những vấn đề chính với Ukraine là trong lúc Nga đang chuyển nền kinh tế sang thời chiến thì các nước phương Tây ủng hộ Kiev lại chùn bước. Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua gói hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine do tranh cãi về vấn đề an ninh biên giới. Nhiều nhà quan sát cho rằng, đối với Ukraine, năm 2023 là một năm đầy thất vọng trên chiến trường khi các lực lượng nước này chỉ giành quyền kiểm soát một số ngôi làng trong cuộc phản công mùa hè, trong khi mất hàng nghìn binh sĩ được phương Tây huấn luyện và đào tạo. Trước đó, Kiev từng hy vọng có thể đánh bật Nga ra khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát. Với Nga, tình hình cũng không khả quan hơn. Nước này chỉ mở rộng được không quá 0,15% diện tích lãnh thổ vào năm 2023. Emin Kastehemi, nhà phân tích tình báo nguồn mở của Blackbird Group, lưu ý. Theo nhà phân tích này, Nga dường như đang thiếu hụt một số thiết bị quan trọng như nòng pháo và có rất ít bằng chứng cho thấy cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh chính xác của Nga có thể làm xáo trộn kế hoạch phòng thủ của Ukraine. Trước đó, Kiev cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự trong cuộc phản công tiến hành vào tháng 6 năm 2023. Không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine, nga đã đổi chiến thuật làm suy yếu các phòng tuyến này tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang ukraina tướng valery zalutny đã so sánh cuộc chiến tiêu hao hiện tại với các cuộc chiến trong thế chiến thứ nhất đồng thời cảnh báo rằng điều đó sẽ có lợi cho nga ông zalutny cho rằng nga có thể xây dựng lại sức mạnh quân sự của nước này và cuối cùng đe dọa các lực lượng vũ trang ukraina